Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ tuyệt đại ma đầu. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo vô cùng hay và hấp dẫn của câu chuyện này. Và quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc trên kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Tà Phượng lúc này đã bắt đầu thích ứng với quỹ tích của huyện âm trị, bắt đầu tranh né thông thuận. Trọng yếu nhất, bộ vị bị trọng thương, không biết nàng dùng bí thuật gì đã cầm máu được. Trừ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy ra, bề ngoài nhìn nàng không có gì đáng ngại cả. Đáng tiếc, bản thân của mình quá mức nhỏ yếu. Lôi động nhìn thấy lực lượng sinh mệnh của Tà Phượng vô cùng mạnh mẽ thế này, tâm tình của hắn bắt đầu cảm khái. Đừng nói mình là hóa thần kỳ, cho dù là nguyên anh cao dai, dựa vào thủ đoạn tầng tầng lớp lớp chiếm ưu thế như hiện giờ, lại dựa vào chỉ kinh bá đạo của đồ tiên chỉ, chưa hẳn là không có cơ hội trực tiếp giết chết tà phượng trước mặt. Nhưng mà hiện giờ, tình huống đã trái lại hoàn toàn. Lôi động đã tận hết khả năng, đã chuẩn bị ma đế chân ngôn thuật để bỏ chạy khỏi chết. Nhưng tà phượng cũng từ từ bừng tỉnh trong đà kích, đã có thể ứng phó các loại thủ đoạn của lôi động. Cưu hận mười phần lượm lôi động, giống như hẳn hắn đến thấu xương. Cuối cùng thì hắn vẫn có chút đáng giá, đánh giá thấp sinh mệnh khổng lồ của cường giả hóa thần kỳ. Đội động trước kia cho rằng, sau khi đánh lén thành công, cho dù không giết chết đối phương, cũng làm cho thực lực của nàng giảm xuống tám phần. Nhưng hôm nay xem ra, chỉ có thể đảm yếu bớt hai thành thực lực của tà phượng. Hơn nữa trước đó, nàng cũng bị đánh trọng thương, thực lực tối thiểu chỉ còn thừa lại ba bốn phần thôi. Đối với một cường giả hóa thần mà nói, cho dù thực lực không còn đủ năm phần, cũng là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Tu sĩ Nguyên Anh tầm thường cũng không có khả năng giết chết bọn họ. Nhưng mà lôi động thực sự không phải tu sĩ Nguyên Anh tầm thường, cho dù không dựa vào đồ tiền chỉ các loại bình thường mà thu thập Nguyên Anh cao cấp, thậm chí để yêu thú Nguyên Anh đỉnh phong, sống sót cho tới nay, cho nên lôi động còn giữ lại nửa điểm, đem giữa hồn tháp tế ra, bấm pháp quyết, đồng thời đem A Sửu cùng quỷ thứ triệu hoán ra ngoài hôm nay được lao động không kể thành phẩm mà bồi dưỡng, được dưỡng hồn tắp, thượng phẩm linh quỷ, thoải mái, bảo dưỡng, thì hai quỷ vương của lôi động đã nhanh chóng tấn cấp lên cao cấp. A à, sầu thân cao trưởng ba trưởng, khôi ngô mà cường tráng, trên người xuất hiện khôi giáp dữ tợn. Mà quỷ thứ thì trái ngược hoàn toàn, càng cường đại, càng nhỏ gầy. Thân thể lúc này chỉ cao vài thước, nhưng nhỏ bé, nhanh nhẹn, toàn thân tràn đầy bạo lực. Giống như một thích khách nhất kích tất sát. Với cường độ thần điểm của lôi động, muốn điều khiển hai quỷ vương cao cấp cùng một lúc, trước kia vẫn không thừa lực bao nhiêu. Nhưng hôm nay, trải qua hỗn độn kim liên tăng lên cùng tẩy lễ, cho nên thực lực của lôi động tăng lên trong thời gian ngắn, đã là tồn tại nguyên anh sơ dài đỉnh phong, khoảng cách nguyên anh trùng dài chỉ còn một đường nhỏ. Lại thêm trạng thái quần lầm tiền hạ đệ nhị biến của ma đế biến, cũng khiến thần điểm của hắn tăng lên, tăng trưởng rất mạnh cho dù tu vi nguyên anh sơ giai đỉnh phong không ngờ đã có thể so với tồn tại nguyên anh kỳ đỉnh phong ngự sử hai con quỷ vương cao cấp đột nhiên cũng trở nên dễ dàng hơn ăn chủ bài đã xuất ra lựa động thừa dìm, lực lượng còn lưu lại bắt đầu phát động tổng tấn công vô số tự sát quỷ giống như chầu chấu oanh kích tả phượng hai con quỷ vương không ngừng dù đáng ở bên ngoài thừa cơ gây rối đối với tả phượng Tà phượng đúng là lợi hại dưới thế công liên tiếp như thế nàng vẫn có thể sử dụng không gian thuấn di của phượng hoàng nhất tộc gắt gào đuổi theo đôi động lồng vũ màu đen mạn thiên hòa vũ hình thành một vòng phòng ngự màu đen xoay tròn đôi động gẫu nhiên không tránh né kịp nên bị lồng vũ đánh trúng nhưng cũng bị áo giáp rắn chắc cản được nhưng chỉ ngăn cản được một lúc áo giáp đã run rẩy vài cái sau đó ảm đạm mấy phần đôi động bị trọng thương nhưng không ngừng quán trú trần nguyên vào bên trong lôi động tự mình nhận là không có sinh bệnh lực khoa trương như tà phượng, ngay cả trái tim bị đâm thủng và bộ dáng như chẳng có gì. Tuy nói tu sĩ Nguyên Anh cũng được gọi là bất diệt Nguyên Anh, nhưng đôi động cũng không muốn chứa tới đường cùng mà đi đoạt xá đổi cố thần thể khác. Trong loạn chiến, tà phượng từ từ không chịu đổi, dốc sức liều mạng đuổi theo đôi động, cho nên xem nhẹ sự phòng ngự, sau đó bị tự sát quỷ liên tiếp oanh kích mạnh mẽ, cho nên khiến nàng tổn thương càng nặng hơn thực lực đã hạ thấp nhanh chóng lại có hai con quỷ vương cao cấp làm cho người ta chán ghét đổi lại là bình thường quỷ vương cao cấp không đặt trong mắt của tà phượng nhưng hôm nay hai con quỷ vương cao cấp nho nhỏ nhưng lại tạo thành phiền toái không dứt đối với nàng nhất là con quỷ vương nhỏ bé kia lại am hiểu ẩn nấp và đánh lén trong khoảng thời gian ngắn tà phượng bị nó đánh trúng hai cái đương đương là thứ thần thú hóa thần kỳ lại là đế vương của mình phượng nhất tộc hiện giờ bị tu sĩ nguyện Anh nhỏ nhỏ của nhân loại đánh tới bức tình trạng này làm cho tà phượng ngoài tức giận ra thì cũng vừa thẹn mà vừa tỉnh táo lại nàng muốn giết chết tên tiểu tử này rửa sạch sỉ nhục của ngày hôm nay tuy nói Song Phương đang như dầu cạn đèn tắt nhưng Trung Quy vẫn có chút chênh lệch không ngừng tiêu hao lực lượng trong thân thể mà bỏ chạy thị giác của lôi đồng từ từ mơ hồ thính giác xúc giác thậm chí ngay cả thần niệm cũng yếu đi nhanh chóng chỉ sợ không qua bao lâu bản thân mình sẽ kiệt lực mà chết trước cả tả phượng Đôi mặt trước lồng vũ phượng cửu vũ thiên ngừng tụ thành vòng xoáy xe ranh tất cả bắn tới tâm thần của đôi động lạnh buốt ý nghĩ cũng trở nên yên lặng phải chết sao đôi động lúc này thở dài một hơi vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm được cơ mà còn có rất nhiều thứ hắn không thể buông bỏ xuống được nhưng mà hắn lại cảm thấy quá mệt mỏi kiên trì quá mệt mỏi tất cả các lực lượng của hắn vào lúc này bị rút sạch, vẹn vẹn chỉ còn lưu lại các cái xác không hồn mà thôi. Thân thể vẫn còn tránh né theo bản năng, nhưng thần trí vào lúc này đã từ từ tan rã, ý thức vào thời điểm này càng mơ hồ, lờ mờ như sắp ngủ dậy. Tạ Phượng vốn không kiên trì được nữa, nhưng chấp niệm của nàng lại không muốn bại bởi tên tu sĩ Nguyên Anh nhỏ nhỏ này. Dựa vào huyết mạch, thứ thần thú, hắn cũng đã sắp không kiên trì nổi mặt thấy đội động đã sắp trụ sụp đổ, trong lòng của Tạ Phượng vui vẻ, ngón tay thon dài điểm ra mấy chục cây lông vũ xếp thành hình thoi đâm về phía của đội động. Không phải nàng không muốn điều động nhiều lông vũ hơn, mà bởi vì tình trạng của nàng cũng sắp dầu cạn đèn tắt, còn cần dự phòng cho hai quỷ vương khó chơi ở chung quanh, cộng thêm đám quỷ quái xấu xí không chết không thôi liên tục tự bạo. Bỗng nhiên đúng lúc này một tiếng trầm thấp mang theo bén nhọn khủng bố rồi là đột nhiên vang lên thành âm kia khó nghe mà lợi hại phảng phất trực tiếp chui vào nguyên anh làm cho người ta không tự giác sinh ra cảm giác sợ hãi lỗ chân lông nên đều co rút nhanh một tiếng rít vang lên ở sâu trong nguyên anh của đôi động lúc này tràn đầy sự hoảng sợ ý nghĩ đã thành tĩnh lại nhưng suy nghĩ mông lung bị tiêu trừ hết ánh mắt mệt mỏi đục ngầu lộ trong một tia tinh mang lòng bàn tay cầm cực phẩm tinh thạch đã không biết lúc nào hấp thu linh khí sung túc bên trong nhanh chóng. Linh thạch quá thành mạt vấn, mặt tay lồng vũ của phượng vũ cửu thiên đã tới trước mặt mình, toàn thân đổ bộ hồi lạnh. Lôi động lúc này thi triển quỷ ảnh độn, thần pháp quỷ bị tránh ra hơn bởi trường. Khó khăn lắm, hắn mới tránh được một kích trí mạng kia. Sau đó, đừng an toàn đôi chút, lôi động lại có chút ngây người. Vượt rồi vô ý thức thi triển quỷ ảnh độn, nhanh chóng hơn bình thường vô số lần giữa tình huống nguy hiểm đến tính mạng, kích thích tiềm lực, hoặc là gì? Hoặc sau khi suy nghĩ tình tế một chút, con mắt của lôi động sáng ngời, vừa rồi thi triển quỷ ảnh độn một thoáng, hắn cũng không ngờ, nhưng lôi động lại mơ mơ màng màng, vô ý thức dùng nhập một tia không gian pháp tắc vào trong nó. Cũng khó trách, vừa rồi thi triển quỷ ảnh độn lại phiêu giật mà tự nhiên giống như một cơn gió nhẹ thổi qua. Nói thật, lôi động đang nghiên cứu và đem lĩnh ngộ không gian pháp tắc và trong thân pháp của mình từ rất lâu rồi, nhưng chưa bao giờ thành công. Có lẽ bởi vì đối thủ đã tả phượng, lại am hiểu không gian pháp tắc, thần pháp truy đuổi đã đem một tia không gian pháp tắc dùng nhập vào thần pháp. Đội đồng cùng nàng, truy đuổi giao chiến đến nay, hấp thụ kinh nghiệm, cộng thêm lĩnh ngộ trong lòng của mình. Trời xui đất khiến, thế nên dùng nhập không gian pháp tắc vào thần pháp rất tự nhiên. Không hề nghi ngờ gì nữa, một khi lôi động triệt để dùng nhập không gian pháp tắc của mình vào trong thân pháp một cách hoàn mỹ sẽ có trợ giúp rất lớn với hắn tu hành những năm gần đây lôi động vẫn cho rằng đây là chuyện vô cùng trọng yếu nhanh chóng hơn thường thường vào thời điểm nguy hiểm cực đoan chạy thoát trên thực tế cũng đúng là như thế lôi động tu luyện những năm gần đây dựa vào đôi tu ra trì thực đã nhiều lần trải qua kinh nghiệm biến nguy thành an nếu không với những kinh nghiệm đó của lôi động quả quyết không sống tới ngày hôm nay được nhưng khi tu vi của đội động càng sâu, định nhân hắn đụng phải càng ngày càng đợi hại. Tu đạt chỉ dực cũng từ từ không cần thiết nữa. Cho dù là tu đạt chi dực lợi hại, nhưng cũng chỉ là đôi cánh hóa thần cấp tu la là vương làm chủ tài liệu luyện chế thành mà thôi. Có lẽ có thể hoành hành nhất thời trong cung cấp nguyên anh kỳ. Nhưng một khi đụng phải cường giả hóa thần kỳ chân chính, tu đạt chỉ dực không đủ nhìn vào mắt. Cường giả hóa thần kỳ phản ứng cực nhanh, chiến khu rộng lớn, lại di chuyển vô cùng tinh chuẩn tôi là chỉ dực lộ ra chút thổ kịch không linh hoạt cũng mất đi một ít cường thế khi truyền thừa của ma đế bất luận là thiên ma biến hay là chân ngôn thuật đều là những công pháp thực dụng từ khi giao chiến với tả phượng tới nay khó khăn lắm mới giữ được tánh mạng nhưng nếu dùng nhầm bọt tia không gian pháp tắc vào trong quỷ ảnh độn vậy thì biến quỷ ảnh độn có chút gân gà này lập tức thực dụng hơn quỷ ảnh độn vốn dùng phiêu hốt bất định nhanh chóng chuyển hướng nhạy cảm mà quỷ dị trữ danh mà không gian pháp tắc làm chủ lực sẽ đem thân pháp quỷ ảnh độn tăng lên gấp mấy lần. Cho dù có đối mặt với đuổi giết của tà phượng vừa rồi, Lôi động không thể nói trước, có thể dựa vào quỷ ảnh độn mà chiếm tiên cơ, thòng dòng bỏ chạy, cũng tranh được trận chiến đấu thảm thiết này. Lôi động cùng với tà phượng, song song có chút thất thần, nhưng thời điểm này lại có một tiếng rít bén nhọn vang lên, càng dồn dập hơn với lần trước, đó là lại gần hơn rất nhiều. Cơ hồ là cùng lúc đó, Tà Phượng cũng đối động đồng thời biến sắc, cùng hồn lên một tiếng giống giống nhau, là vệ hồn trùng ạ. À. Sở dĩ đối động cùng Tà Phượng có thể nhanh chóng dựa vào tiếng trích và đoán được tên của vệ hồn trùng. Toàn bộ là do trùng đế ban tặng. Hắn thoáng cái phóng suốt ra ngàn vạn đầu vệ hồn trùng, trùng kích thần kinh của mọi người, cũng khiến cho người ta nhớ kỹ hình dáng và tiếng kêu của vệ hồn trùng. Nhưng mà hai tiếng kêu này không biết vì sao lại làm người ta nghe cảm thấy không được tự nhiên sâu trong linh hồn xuất hiện cảm giác run rẩy sợ hãi hồn phách nghe tiếng kêu của nó mà kinh sợ mà ngàn vạn con về hồn trùng kia còn xa lắm chưa đạt tới uy thế như vậy không tốt là cửu u vệ hồn trùng vương sau mặt tả phượng đại biến nàng nhớ rất rõ nàng đã đáp ứng điều kiện của trùng đế đó là giúp hắn thu phục chiếm được cửu u phệ hồn trùng vương nếu là trùng đế mang nàng đến một đoàn gần mình hà, tự nhiên lúc này lại có một con cửu u về hồn trùng vương ở gần đó Phệ hồn trùng là một chủng tộc có sức chiến đấu hùng hán. Tùy sức chiến đấu không tính là đỉnh cấp, nhưng thần thông lại có chút quỷ dị, sống nhận thần hồn của những yêu thú và chủng tộc có trí tuệ, từng bước rơi tái hồn phách, là cho vật bị ăn hồn phách vô cùng thống khổ. Nếu như không tự sát, chỉ sợ thống khổ càng lâu, sau đó người bị ăn hồn phách mới từ từ chết đi. Yêu trùng khủng bố như thế, ngậm lại cũng làm cho người ta sợ hãi sợn hết cả gai ốc đổi lại là thời kỳ toàn thịnh của nàng cũng không có nguyện ý một mình đối mặt với một con cầu u về hồn trùng vương tu luyện tê hóa thần kỳ bởi vì nếu không giải quyết con trùng này nhanh chóng sẽ dày rửa khó thoát trước kia chịu hỗ trợ đó là vì trùng đế đưa ra điều kiện quá mức hấp dẫn với nàng thứ hai nếu không có một đoàn thủ hạ đi theo còn có trùng đế tình thầm ngự trùng thuật trên cơ bản là không có tí cơ sở nào cả thế nhưng hiện tại Tà Phượng đời này chưa bao giờ bị thê thảm như thế này, cho dù đã mấy năm trước đó bị U Minh Quỷ Đế đánh bại. Sau đó, nàng dựa vào không gian pháp tắc, khắc sâu mà chạy trốn. Tuy nói thoát được cũng rất chật vật, nhưng cũng vì vậy, Tà Phượng từ trước đến nay hận U Minh Quỷ Đế đến thấu xương. Bất kể nó như thế nào, từ khi Tà Phượng tu luyện tê hóa thần kỳ đến nay, suy yếu một lần, một lần lại một lần bị mất mặt quá lớn. Vào lúc này, lại bị cửu u về hồn trùng vương Hành tung xuất quỷ nhập thần xuất hiện, Tà Phượng bắt đầu cảm thấy khổ sở. Lôi Động nghe được Tà Phượng làm một tiếng đầy hoảng sợ, lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng dùng thần điểm còn sót lại truyền âm cho Tà Phượng. Hắn vô cùng tin tưởng, bất kể là dựa vào hắn hoặc là Tà Phượng đều không có khả năng đối phó với cửu u phệ hồn trùng vương đáng sợ này. Duy nhân có cơ hội giữ được tánh mạng, đó chính là liên thủ với Tà Phượng thôi. Đương nhiên, nếu không đối mặt với thế cục như thế, lôi động cũng không buông tha oán khí cực nặng với tả phượng còn liên thủ đối địch nữa chứ nếu như tình huống cho phép hắn ngược tại muốn liên thủ với cựu u về hồn trùng vương đối phó với tả phượng đáng tiếc là các loại trùng từ xưa tới nay vô cùng nguy hiểm cộng thêm trí thông minh cực kỳ thấp bản độ danh cho dù là côn trùng hóa thần kỳ linh trí của nó còn tranh lệch không ít so với yêu thú cấp thấp yêu thú trùng phần lớn đều nương nhờ theo bản năng là hành động đầu óc vô cùng đơn giản nhưng cũng chính là như thế, yêu thú trùng tương đối đáng sợ, đều là máy móc giết người lạnh huyết. Người không có khả năng dùng quỷ kế đi lường gạt côn trùng, cũng khó mà trọng giật một con trùng đang tức giận xuất hiện tính tình khác. Trùng tộc từ trước đến nay dùng lãnh huyết ổn định mà trứ danh. Trong tính mạng của chúng chỉ có chim ăn thịt, trốn tránh bị chim ăn thịt, sau đó thành thục giao phối theo bản năng, sau đó chết đi. Đơn giản cả đời khiến cho chúng đó có hiệu suất bắt giết rất cao. Tạ Phượng cũng đôi động liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra một tia không cam lòng trong mắt của đối phương, lại có khát vọng điện thủ, bởi vì đối mặt với cựu u vệ hồn trùng vương, hai người như ngọn đèn dầu sắp tắt, không đoàn kết cũng chỉ có con đường chết. Cựu u vệ hồn trùng vương cũng không phải thứ ăn chay. Nhưng mà không đợi Tạ Phượng lên tiếng nói chuyện, một âm thanh khó nghe, không biết từ nơi nào truyền tới. Tạ Phượng, người giàu gì cũng là một trong bình vực tứ đế, lại bị một tiểu tử nguyên anh kỳ yếu ớt làm cho chật vật như thế, muốn trẫm hỗ trợ hay không? Trùng đế à? Ta vẫn ngây người một lúc, sang mặt chấn kinh, sau đó nghĩ tới chuyện gì đó, sang mặt dần dần âm trầm, hư lạnh nói. Trùng đế, quản tốt chuyện của ngươi đi, chỉ là chuyện nhỏ, ta tự giải quyết được. Trừ U Minh Quỷ Đế ra, ba đế còn lại gặp mặt nhau, đều dùng ta và ngươi mở xưng hô, xem như khiêm tốn, cũng không dễ dàng để xảy ra hiểu lầm. Nhưng rất rõ ràng, trùng đế dường như vô cùng hùng hăng cản quấy, lại không để tà phượng vào mắt, sừng là trẫm. Lúc này, có thể lớn, có thể nhỏ, tà phượng không muốn mạo hiểm, nàng cũng không phải thái điều mới xuất đạo, lòng người khó dò, nói đạo lý có thể hiểu sao. Huống hồ vào thời khắc mấu chốt này, trung đế cùng một con cửu u về hồn trùng phương lại đồng thời xuất hiện, mà hắn không có nửa điểm kinh ngạc gì. Vì vậy, sẽ có đạo lý riêng, mà đạo lý này vô cùng đáng sợ. Việc nhỏ ư, <laughs> Tại sao ta nhìn thấy bộ dáng của người lại chật vật như đèn sắp tắt thế? Bỗng nhìn trùng đế cười rộ lên, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện trước mặt hai người. Mà một con trùng dài hơn mười trượng, toàn thân dữ tợn như một cây lù nước, không chút tiếng động xuất hiện bên cạnh hắn, vô cùng vui sướng vờn quanh thân hắn, giống như là sùng vật được chủ nhân trùng đế thương yêu. Mà trùng đế cũng thay đổi khí chất lạnh lùng như băng, chất hòa ái vươn tay ra, vuốt vẻ đầu cửu u về hồn trùng vương. Khi người ta sờn tóc cái kia Không có ai ra gì rất là khủng bố Quả nhiên lội động cùng tà phượng Lại kịch biến Chuyện đã quá rõ ràng Bởi vì đầu cửu U về hồn trùng phương này Chính là yêu sủng do trùng đế nuôi dưỡng Đừng nói lội động cùng tà phượng Cả hai không phải kẻ ngu Cho dù là kẻ ngu Đến lúc này cũng hoàn toàn hiểu được Trùng đế đã xuất hiện cùng lúc với nó Tuyệt đối không phải là hảo tâm gì Cơ hồ tâm hữu linh tê Lội động cùng tà phượng mới vừa rồi là đôi cựu địch đánh sống đánh chết liền dựa sát vào nhau bởi vì tình huống lúc này vô cùng nguy cấp bởi vì phải liên thủ đối địch mới bảo toàn tính mạng được trùng đế người có ý gì đây ta phượng hít một hơi thật sâu ý đồ bảo mình bình tĩnh lại lạnh lùng nói ra người đã sớm thủ phục cửu u phải hồn trùng vương rồi đối phó với ta được chỗ tốt gì ta và người đều đi tới đáy minh hà sau đó người một mình đi ra ngoài mình lòng đế nhất định sẽ biết rõ ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn mình lòng nhất tộc cùng minh phượng nhất tộc ta từ trước đến nay đồng khí liên tri hắn tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi đâu lúc này nội động nghe được Mãn lắc đầu tà phượng quá gấp quá nóng này tình huống hiện tại nói rõ ra là bất lợi cho hai người kéo dài thêm thời gian khôi phục thêm một ít trần nguyên đó mới là vương đạo hiện giờ hung hồ dọa người như thế cũng không sợ địch nhân thẹn quá hóa giận trực tiếp trở mặt giết người Lúc này đôi động mới chậm rãi thối lùi ra phía sau, trong tay cầm một cực phẩm linh thạch, chậm rãi hấp thu định khí trong cực phẩm linh thạch vào trong cơ thể. Quá trình bổ sung không tính là quá nhanh, nhưng có còn ít hơn là không. Cho dù đã chân nguyên ít ỏi, thời các mấu chốt cũng có tác dụng không ngờ, không thể nói trước sẽ cứu người một mạng đấy. Tuy tạ phượng cường đại, nhưng chỉ sợ nó cho thần quá tốt, cho nên ít khi nếm thử thiệt thòi và nguy hiểm. Thế cho nên tuổi ta có lớn cũng không có từng bước thành thục đi đến từ nhỏ yếu như đôi động. Có lẽ tâm tình thật quá tốt, trùng đế đối với nghi vấn của tà Phượng có chút lờ đánh, ngược lại cười mà nói. Phượng đế à Phượng đế, ta nói tại sao người lại ngốc như vậy? Phải người đã quen xưng vương bá trong tộc hay là không? Cho nên rất là tình huống xấu như thế này, còn có thể nói năng hùng hồn dọa trẫm còn không giả hoạt bằng tên nhân loại này, thượng cơ tích xúc trần nguyên khôi phục thực lực Vừa rất đời, trùng đêm mở con mắt tà ác dưới lớp áo choàng đen vô cùng thầm ý nước nhìn lôi động ngược đại lộ ánh mắt có chút thưởng thức mà nói tiểu tử trước kia người có thể tính toán trẫm trẫm phải nói với người quả nhiên có chút trò hề khó tranh ngay cả con gái của u minh quỷ đế cũng phải kính trọng người vài phần chỉ sợ u minh đảo quỷ cũng rất thưởng thức ngươi ây cha chà ngay cả minh thần trần Côn thuật là bí mật rất thất truyền cũng truyền cho người cả đúng là làm cho người ta hâm mộ người có thể sống sót được dưới tình tình rắm thối của U Minh Đảo Quỷ. Quả nhiên là nhân tài, đúng là nhân tài đấy. Lôi động không nhúc nhích chút nào, tiếp tục hấp thù đình khí trong cực phẩm linh thạch. Sắc mặt bình thản nói, À, chẳng lẽ ngươi xem trọng năng lực của ta, muốn mời chào ta dưới trướng của ngươi. Chuyện này, tới phiền trùng đế cũng sững sờ, hiếu kỳ liếc qua lôi động rồi nói, Như thế nào, ngươi còn có thể đầu hàng ta sao? Vì cái gì không có khả năng chứ? lôi động nhún nhún vai không sao cả mà nói ta là nhân loại cửu châu tuy có chút xung đột với bệ hạ nhưng lúc bình thường chúng ta không cửu không oán cộng thêm chúng ta không có xung đột lợi ích nếu như bệ hạ người thật sự có dũng khí và năng lực ngủ đông ở ẩn vạn bối cảm tầm tình nguyện hiệu lực cho tiền bối đồng mưu nghiệp lớn cũng không phải là không thể lôi động nói những lời này cũng khiến trùng đế động tâm không thôi nhưng một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng cho nên bị đồ động tính toán một lần, hắn cũng không muốn bị tính toán lần thứ hai. Tịch thú trầm giọng nói, tiểu tử, người cứ từ từ ở đó mà tính toán đi, trẫm cùng phượng đế ổn chuyện trước, hy vọng người không nên làm động tác không hảo hữu gì. Nếu không, đừng trách trẫm thủ hạ vô tình. Về phần khôi phục linh khí, người cứ chậm rãi khôi phục, trẫm chẳng muốn so đó với người làm gì đâu. Sau khi nói chuyện với lùi động xong, trùng đế mang tâm tình thật tốt liếc nhìn tà phượng. Phượng đế à phượng đế, vấn đề của người rất nhiều đấy. Cũng được, hôm nay tâm tình trẫm thật tốt, ta sẽ nói chuyện với ngươi. Chuyện tính toán mà người tên nơi này không vì cái gì khác, chính là vì nguyên thần, thứ thần thú của ngươi. Trẫm quyền ngươi nên thành thành thật thật thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn cho yêu sùng của trẫm nuốt nguyên thần của ngươi đi. Còn lão mà lòng kia, ngươi yên tâm, trẫm cũng tính toán hắn rồi. Về phần u mình lão quỷ, trẫm không sợ nói thật cho ngươi biết. Nếu như yêu sùng của trẫm nuốt nguyên thần của ngươi, cộng thêm quyền thần của lão mà long trong thời gian ngắn tấn cấp lên hóa thần, trùng dài cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó, ta cần e ngại u mình lão quỷ sao? Tên này cũng quá dài dòng đi. Lôi động từ trước đến nay, chú ý để chiếm ưu thế. Đối mặt với địch nhân là phải nhanh chóng tiêu diệt. Nếu không kéo dài càng lâu, lại càng dễ dàng xuất hiện đủ loại tình huống ngoài ý muốn. Mà trùng đế này xem ra quá đắc ý nên quên hết cho dù mình thật sự đầu nhập làm thủ hạ của người nào đó, ít nhất cũng phải có khí độ bất phàm như U Minh Quỷ Đế, chiến được đỉnh cấp, có lẽ là bị U Minh Quỷ Đế áp chế thật lâu, cho nên trùng đế cũng tốt, phượng đế cũng được, cho dù là tuyệt thế cường giả cũng bị uất nghẹt, cho nên mới bộc phát tầm tình như thế này. Nhưng mà trùng đế rong dài cũng hợp lý của lôi động, hắn hoàn toàn có thể nhân cơ hội này khôi phục thêm một ít chân nguyên, mỗi khi nhiều hơn một tia chân nguyên cũng có cơ hội tăng thêm vốn liếng bảo vệ tính mạng. Hơn nữa, lôi động không hoàn toàn quan sát trùng đế. Cộng thêm lần trước đó, trùng đế bị lôi động dùng phá quỷ bụng bự ám toán. Từ đó xem ra, thương thế của hắn tuyệt đối nặng hơn tả vượng. Theo trên lý luận mà nói, trùng đế không có khả năng khôi phục như cũ nhanh như vậy. Cho dù là cương giả hóa thần kỳ, thôn vệ đàn dược cực phẩm chữa thường cũng không thể. Đây không phải là những trò chơi kiếp trước, lôi động thường chơi sao? Ăn một quả đàn dược, thay máu HP sẽ đầy lên. Thì nhưng, hoàn toàn là trái lại. Nếu như những vết thương trí mạng mà, mà nói, tu sĩ đẳng cấp càng cao càng có khôi phục hơn những tu sĩ cấp thấp. Cho dù tu sĩ cấp thấp, sau khi cứu giúp trở về, nhiều nhất tù dưỡng mấy tháng là có thể tốt hơn 7-8 phần. Mà tu sĩ càng cường đại, càng không dễ dàng bị trọng thương. Không có thứ gì làm bọn họ bị thương cả. Nhưng mà, phàm là thương thế càng nặng, phục hồi như cũ, động cái là mấy năm, thậm chí là mấy chục năm. Bởi vì lực lượng có thể tổn thương bọn họ tuyệt đối không phải là thứ bình thường. Giống như đổ tiền chỉ của nội động, có ẩn chứa một tia yên diệt pháp tắc, uy lực cực lớn, thì miệng vết thương càng khó khôi phục như cũ. Mà sinh linh càng cường đại, thế bào ở trong thân thể lại càng cường đại, phức tạp. Tốc độ thay thế vô cùng chậm chạp. Đừng nhìn bộ dáng của tà phượng điểm nhiên như không có việc gì. Đó là vì nàng mượn bí thuật, tạm thời khống chế thường thế mà thôi. Muốn khôi phục hoàn toàn, không có mấy năm, thậm chí là hơn 10 năm tuyệt đối không có khả năng khôi phục được. Thời điểm lôi động đạt được truyền thừa của ma đế truyền, đã nghe đến ma đế tự hào nói một trọi ba, còn trọng thương ba đầu cự thú của tạm giới. Tối thiểu cũng là bọn họ chữa thường vài vạn năm, đạo lý cũng đã như thế. Ngay cả tồn tại ba đầu cự đại như vậy, có đường vô số tiền tài địa bảo, bị trọng thương cũng không có biện pháp khôi phục như cũ. Bởi vậy có thể suy đoán, trùng đế cũng chỉ sử dụng bí thuật tạm thời khôi phục thường thế nhưng tuyệt đối không phải thời gian nửa ngày là có thể khôi phục như cũ mà trùng tộc có thiền phu như thế vậy thì càng đáng sợ trên đời này có ai là địch thủ đây thời điểm lôi động đang tính toán lựa giận của tà phượng không áp chế nổi nữa Cho tới này đều là nàng áp chế trùng đế một đầu làm sao có thể chịu được khi trùng đế cưỡi lên đầu của mình cho nên sắc mặt lạnh đùng nói trùng đế người cũng quá kiểu ngạo mục hạ vô nhân cho dù người có cửu u vệ hồn trùng vương thì như thế nào cộng thêm người nhiều lắm chỉ là hai con trùng mà thôi có cái gì kỳ lạ mà quý hiếm mình vực rộng lớn như vậy người còn muốn thi trùng nhất tộc độc đại sao <laughs> phượng đế người đoán đúng rồi trẫm có ý muốn xưng bá mình vực đấy trung đế cười cười đột nhiên bỉ phẫn các người chính là người xâm nhập làm sao biết rõ thống khổ của thi trùng nhất tộc chúng ta nếu phải trẫm vô tình nhận được truyền thừa của tổ tiên, căn bản là không biết. Nguyên lai, thì trùng nhất tộc chúng ta chính là bá chủ của mình vực. Thi trùng nhất tộc chúng ta ra đời tại mình vực, vẫn sinh tồn tại mình vực. Cũng là ma tộc, nếu không phải lúc ấy chiếm mình vực, còn đô dịch tổ tiên chúng ta, dùng tộc của chúng ta làm pháo hôi tiên phong, trình chiến bốn phía. Không đến mấy năm sau, tộc của ta không biết có bao nhiêu tổ tiên chết trận theo những trận chiến của ma tộc. Cho đến khi ma tộc động thủ với vạn linh giới, mà tộc kiến tạo thông đạo truyền thống đa chiều ở mình vực với vạn linh giới, tiếp tục dùng tộc của ta biến làm vào hồi tiền phòng. May mắn, vạn linh trì mẫu vô cùng cường hắn, sau một hồi đại chiến, đem vạn linh giới bị oanh thành mảnh nhỏ, cũng mang những khối đại lục lớn nhỏ bay lên hư không, hình thành linh giới, cũng dùng đại thần thông đem tiền mã yêu giới tam giới phòng ấn lại, cho phép vào mà không cho phép ra lúc này mới khiến tộc ta kéo dài hơi tàn, cho nên thi trùng tộc ta mới có kết cục như hiện nay. Tà Phượng, mình Phượng nhất tộc các người sinh sôi nảy nở ở mình vực rất nhiều năm, nhưng theo ý nào đó mà nói, vẫn là người xâm nhập. Lý tưởng của Trấm chính đã đem những chủng tộc không thuộc mình vực giết sạch, sau đó tự hủy tất cả thông đạo truyền thống, khu phục đại cảnh an bình của mình vực như trước kia. <laughs> người đó chủng tộc các người là chủ nhân của mình vực, là có chứng cứ gì? Ta Phượng kinh thường cười lạnh. Cho dù là Minh Phượng nhất tộc chúng ta, hình như còn xuất hiện sớm hơn thì trùng tộc các người đây. Chứng cớ ư, <laughs> cái này là chứng cớ đây. Trùng đế cửa áo tròn đen, lộ ra một gương mặt nàm nhần vô cùng xấu xí và hùng ác. Nhưng chợt gương mặt của hắn phản vẹo, bất quy tắc. Chỉ qua mấy lần hô hấp, gương mặt trùng đế biến thành vô cùng dữ tợn, vạn vẹo giống như xúc tù của bạch tuộc. Đôi gọng kiềm xuất hiện ở trên miệng, bộ dáng tình linh có năm phần tương tự như kiểu u phệ hồn trùng vương bên cạnh, làm cho những người nhìn thấy không ai không sợ nổi ra gà. Cho dù đã lôi động, cũng cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ thi trùng tộc và phệ trùng tộc thật sự có quan hệ thần thích hay sao? Vì, nhìn thấy bộ dáng đó, ta vẫn cảm thấy vô cùng buồn nôn, trên trán xuất hiện thần sắc xem thường nói. Sớm biết bản thể thì trùng tộc các ngươi xấu xí không dám gặp người, không nghĩ tới lại xấu thành ra như thế này. Chẳng lẽ thì trùng tộc các ngươi là do phệ trùng tộc tiến hóa mà thành sao? Hê, trong mắt thì trùng tộc chúng ta, mình phượng tộc các ngươi có kẻ nào không xấu xí cơ chứ? Trùng đế kinh thường hử lạnh nói, dù sao, người cũng nhanh chóng phải chết, trừng khi người chết, trẫm cũng cho các người chết minh bạch. Tuy thì trùng tộc chúng ta không phải do phệ trùng tộc biến hóa mà thành, nhưng thật sự là cùng huyết mạch, cùng cành cây. Mà minh vực lúc ấy cũng không gọi là minh vực, mà gọi là nguyên trùng giới, ta không may mắn giống như vạn linh giới, nhưng cũng có hỗn độn linh khí dồi dào mà địa phương hưng thịnh. Tổng của ta được hỗn độn linh khí thoải mái, sớm được khai hóa, sau khi có được linh trí, liền sinh sôi nảy nở ở nguyên trùng giới, am hiểu ngự sử các loại trùng tộc, thực tế am hiểu ngự sử về hồn trùng. Nhưng mà tộc của ta cùng về hồn trùng là nhất mạch tương thừa, từ trước đến nay đối đãi với phệ hồn trùng giống như thần huỳnh đệ, cho đến khi ma tộc chạy tới cướp đoạt tất cả tài nguyên của chúng ta. Ma tộc rất cường đại, trung tộc chúng ta không phải đối thủ, bị chinh phục. Chuyện xa hơn, người đại khai cũng biết, người cũng có thể lý giải được chứ. Tốt rồi, xem mở cảm tình kết giao nhiều năm, thời gian ưu đãi cũng không nhiều lắm. Ngoan ngoãn ra nguyên thần của người ra, xem như tiền lãi cho mình phượng tộc các ngươi chiếm cứ, mình vực, lâu dài như thế. Trung đế vừa dứt lời, trên gương mặt giống như vẻ hồn trùng kia, lập tức trộn ra bộ dáng hùng tàn, thần niệm kẽ động một cái, cựu u phải hồn trùng vương đi lên trước một cái. Cái miệng đầy răng sắc bén kêu lên răng rắc, giống như một đầu phi thiền ngô công, uốn éo một cái, rồi bay về phía tà phượng. Sau đó mở miệng, hắt một cái. Tà phượng cảm thấy có một gỗ hấp lực cường đại đang hút nàng về phía trước. Quanh thần bay bổng nguyên thần giống như muốn thoát thể bay ra. Côn trùng, người thật sự cho rằng tà phượng ta dễ kỳ dễ hay sao? Tà phượng bấm pháp quyết, trước tiên định trụ nguyên thần lại, sau đó quanh thân biến hóa, một cây linh vũ màu đen bay ra. Trong chớp mắt, toàn thân biến thành một con hát vượng hoàng to lớn hơn bởi trượng, uy phong hiền hách, sau đó ngửa mặt lên trời gáy vang, đạp xuống, hai cánh chấn động, do lớn nổi lên, hai móng mở ra, mò phượng sắc bén mổ về phía trước, trực chỉ đầu của cựu u về hồn trùng vương. Tạo phượng một trảo mổ này cũng là thấy có trò đấy, Phượng Hoàng nhất tộc từ xưa đến nay đều là sinh vật đứng trên đỉnh của chuỗi tự vật. Vô số năm đi săn đã sớm đem hai chiều đơn giản này rèn luyện tới mức tận cùng, cũng dùng nhập vào trong bản năng. Dù đã sinh linh rất cường đại, cũng khó thoát khỏi cảnh bị ăn thịt, từng bước một truyền thừa cho con cháu đời sau. Mà hôm nay, mình Phượng nhất tộc, tộc đàn của mình cũng không cần tự mình đi săn, cho nên khi biến thành bản thể chiến đấu, thường thường sẽ sử dụng một chiều số đơn giản, những uy lực cực mạnh huyết mạch thần thú vượng hoàng Hãy có thể coi thường cho được mà cửu về hồn trùng cũng là trùng yêu trùng khó gặp trong thiên hạ đối mặt với khí thế bức bách như di sơn đảo hải cũng không có chút e ngại làm cho hít một hơi thân thể vài chục trượng đón gió biến lớn trong chốc lát cũng biến thành dài hơn trăm mây trượng ở quanh thân mọc ra những cây gai nhọn sắc bén đuôi dài hất lên giống như độc trầm của bỏ cạp hùng hằng đâm về phía của tà phượng không có xinh đẹp hòa lệ trực tiếp dùng chiêu số lấy mạng đổi mạng. Nếu tà phượng dám bổ nó một cái, thì cũng phải ăn một trầm của nó. Mà nếu trúng một châm của cựu u phải hồn trùng cấp bậc thế này, hậu quả đúng là không tưởng tượng nổi. Trọng đế khi định thần nhàn, chắc chắn với một tôn sư như tà phượng, tuyệt đối không dám trời chiều số cắn xe lẫn nhau. Tiểu tử, rào tất cả của người ra đây, ta không muốn nói lần thứ hai đâu. Tà phượng dùng thần điệm chấn động truyền âm cho nội động, sau đó kêu một tiếng không có không đuôi. Ngược lại, già tốc nhanh hơn vài phần. Một trào chụp lên lưng của cựu u vệ hồn trùng vương, mà gai mọc đầy trên lưng của cựu u vệ hồn trùng, lập tức rậm rạp chằng chịt đâm vào hai bóng vuốt của tà phượng. Tà phượng thống khổ thế nào có thể nghĩ, nhưng dường như nàng không có chút biểu hiện gì cả. Cái mỏ sắc bén mổ vào đầu của cựu u phệ hồn trùng. Cơ hồ trong chốc lát, tà phượng cùng phệ hồn trùng đồng thời rền rỉ. Cái mỏ khéo léo của tà phượng mổ xuyên qua đầu của cựu u vệ hồn trùng ngậm trong bụng một cái hạt trầu hắc sắc đèn nhánh mà độc châm của cựu u vệ hồn trùng cũng vô cùng tinh chuẩn đâm trúng tà phượng điên cuồng rót độc tố vào trong thân thể của tả phượng không có khả năng trùng đế thấy yêu sủng bị cắn xé trọng thương trên gương mặt dữ tợn xuất hiện một tia sợ hãi sau đó điên cuồng xông lên nhưng mà hắn vọt tới một nửa thình đình lại phát hiện ra một cơn gió đen thổi qua ngày sau đó hắn cảm giác một hạt trầu đen kịt đang bay về phía của mình, giống như vừa rơi. Trung đế tân là người trong bình vực, làm gì không biết tới vật này, cũng không có khả năng không nhận ra. Lúc này vô cùng hoàng sợ lùi về phía sau. Nhưng khi lùi về phía sau, cũng đã chậm hơn nửa nhịp. Âm sát tiền lội đầy trời, âm âm bạo tạc nổ tung, khi lãng không ngừng khuếch tán ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, cuốn tất cả những gì trong phạm vi mười dặm đi mất. Âm sát tiền lội đây là thủ đoạn hạng nhất của lôi động. Lúc trước hắn truyền bồn hào tổn số lượng đình thạch cực lớn để mà mua. Lúc đó, hắn nhắm vào đám người Thái Phượng Tông, sau đó không dùng tới. Một mực lưu lại trong chữ vật thủ trạc của lôi động cho tới tận bây giờ. Sở dĩ trước kia không lấy ra đối phó tà Phượng, đó là bởi vì tà Phượng một mực đánh hắn. Một khi nổ tung, hắn cũng không chạy thoát được. Kết cục tuyệt đối là đồng quy phù tận. Huống hồ tà Phượng cực kỳ am hiểu không gian pháp tắc không thể nói trước lôi động sẽ nổ chết mình, còn ta phượng nửa cộng đồng cũng không bị thương, vậy thì quá thiệt thòi rồi. Nhưng dùng lúc này lại quá phù hợp, trùng đế vốn bị lôi động tính toán, cả người bị thương nặng, sợ dĩ vừa rồi tự tin như thế, đó là bởi vì ỷ vào uy thế của cựu u về hồn trùng vương. Nhưng dưới thường thế như vậy, muốn phản ứng nhanh và lùi lại cũng chưa chắc làm được. Nhưng nếu làm cho cựu u về hồn trùng vương mà hắn ỉ vào xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhận định phải làm cho hắn đại loạn. Chỉ cần hắn phản ứng hơi chậm một chút, thì hắn phải trả một cái giá thảm trọng một lần nữa. Mà ta phượng cùng U về hồn trùng vương cắn xe lẫn nhau. Thứ nhất bản tính của nàng không chịu thua. Thứ hai, cũng có lội động bí mật dùng thần hồn chấn động khích lệ nàng ta cố lên. Vấn đề U về hồn trùng vương không giải quyết, cho dù giết trùng thế cũng vô dụng. Với hiện trạng của lội động cùng ta phượng hiện giờ, căn bản không có khả năng tránh được cựu u về hồn trùng vương đuổi giết. Tạ vững dốc sức liều mạng, cũng gừng tụ tất cả lực lượng còn sót lại. Sau một kích trí mạng không thành công, cũng thành nhân, hoàn toàn không có con đường lùi nào cho bản thân của hắn nữa. Nàng cũng không thể nói lại, trong cái loại tình huống này mà có thể là đặt tín niệm vào lôi động, cho nên nàng đành đặt cược vào nhân phẩm của lôi động. Nàng cũng không phải là loại người dễ tin tưởng người khác, nhưng trong tình huống này, nàng đã không còn lựa chọn nào khác, hoặc là sống nhờ vào vệ hồn trùng vương cắn đốt sạch nguyên thần của mình, hoặc là thống khổ mà chết, hoặc là đánh cực một lần, mặc dù đánh bạc thua, kết cục cũng đã xấu không thể sâu hơn nữa. Tuy nói tạ vẫn có nhiều khuyết điểm, kiều ngạo, tự phụ, kèo kiệt, có thủ tất báo, nhưng thời khắc mấu chốt, nàng vẫn thể hiện ra một mặt quyết tuyệt, mặc dù đối mặt với cài độc bén nhọn của cựu u phệ hồn trùng vương cũng cần có điều điểm lùi bước, dùng tất cả lực lượng thành công hoàn thành mục tiêu của nội động mà lôi động đối mặt với nguy cơ trước mặt càng trầm ổn và hơn nhiều. Đồng dạng cũng không muốn giữ lại chút nào để hoàn thành mục tiêu. Hắn đem toàn bộ âm sát tiền lôi tồn kho, tất cả đều lấy ra sử dụng. Âm sát tiền lôi chính là do âm sát khí tình luyện mà thành, trái với các loại tài liệu khác, uy lực của nó vô cùng cường đại. Mặc dù là tu sĩ kim đan kỳ, vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng bị một quả âm sát tiền lôi đổ cho đến chết. Ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, nếu không cẩn thận, cũng sẽ bị tổn thương, thậm chí là trọng thương. Năm đó, lôi động cùng thiên ma gặp nhau lần đầu. Lúc đó, hắn chỉ là luyện khí kỳ, đã bị thiên ma dùng âm sát thiên lôi uy hiếp. Sau một đường khó khăn trắc trở cho đến hôm nay, mỗi lần nhớ tới thời điểm đó, hắn vẫn thổn thức mãi không thôi, cảm thán vận mệnh quá đen đổi. Đương nhiên, nếu nhằm vào cường giả hóa thần kỳ, âm sát thiên lôi còn chưa đủ nhìn, chỉ có lượng biến, thường thường sẽ dẫn tới chất biến hơn một ngàn biếng âm sát thiên lôi đồng thời nổ tung, đủ sinh ra uy lực hủy thiên diệt địa. Mặc dù thân thể của cường giả hóa thần kỳ mạnh mẽ, nhưng nếu không tránh kịp, cũng không chừng mất mạng cũng có khả năng. Ít nhân, đối phó cường giả hóa thần vốn đang bị trọng thương, còn thất thần bối rối, tuyệt đối không thành vấn đề. Tính toán xong tất cả, dựa theo kế hoạch hùng ác của tà phượng, cứ thế mà làm. Lúc này nàng biến lại thành hình người. Ý thức đã mơ hồ, chỉ cảm thấy bị người nào đó ôm lấy một cỗ hương vị nam tính lọt vào mũi của nàng. Tâm của nàng sinh ra cảm giác an toàn chưa từng có. Sau đó liền cảm giác không gian chung quanh vạn vẹo một hồi. Sau đó là một tiếng nổ mạnh rung trời. Ý thức lập tức cách nàng rất xa. Tạ vượng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lôi động nửa trước hoàn thành nhiệm vụ nhẹ nhõm, nhưng nửa phần sau lại không có dễ dàng như vậy. Bởi vì có hơn một ngàn miếng âm sát thiên lôi đồng thời đổ tung, ủy được thế nào chứ? Trừ âm sát thiên lôi còn có một đoàn tự sát quỷ mà lôi động chưa thu hồi nữa. Hắn cũng dựa vào tu đà chỉ dực chưa thu hồi của mình. Lôi động chỉ kịp thu hai quỷ vương, sau đó tiến vào trạng thái quần lầm tiền hạ, thúc giục tất cả lực lượng, ôm ngang tà vượng, cuốn hai người quỷ vương cùng ba đế chân ngôn thuật gia trì không gian trì lực cho tu đà chỉ dực, dốc sức liều mạng vỗ cánh. Mỗi một lần hô hấp đã đi hơn vài dặm, gợn sóng âm sát tiền đội đằng sau không ngừng lao tới, làm cho lôi động lúc này biến thành con thuyền nhỏ trong bão tố biển cả. Gợn sóng không ngừng xuất hiện, sử dụng chân nguyên hóa khải, lúc này trong suốt, lúc này cường tụ, vô cùng kinh sĩ. Thời gian, nhiều nhất chỉ duy trì hơn 10 cái hô hấp. Cũng chính trong thời gian này, đội động thành linh mang theo tà phượng, chạy như điên ra ngoài mấy chục dặm Trần Nguyên vừa mới tích sức, bây giờ trong khoảng thời gian này tiêu hào hết. Những ầm sát tiền lồi nổ tung, sinh ra dư âm, ảnh hưởng vẫn còn đó, tốc độ vượt xa tốc độ hắn chạy, cho nên lúc này đã tới nơi. Sau khi đi hơn vài chục dặm, rời ra trung tâm của vụ nổ, dự âm ảnh hưởng còn lại, lực sát thương đã giảm mạnh 8 phần 10. Quỷ thứ cùng A Sửu, giặt tay, ngừng tụ một cái hộ thuẫn đèn kịt, đau khổ ngăn cản dự âm ảnh hưởng còn lại giúp cho lôi động. Mà lôi động lúc này cũng vô cùng chật vật, bởi vì chân nguyên hóa khải, bởi vì không còn chân nguyên rót vào nên bị nổ tung. Trên người rách tung tóe mà đôi tu la chỉ dực của lồi động cũng bị nghiền nát, nửa cánh chim bị gãy, lực bạo tạc tán đi. Nhìn nó lúc này bởi vì ẩn chứa không gian pháp tắc đã bị triệt để nghiền nát, khó có thể lại tù bổ, lập tức đào lòng. Đây chính là thứ tiền mà hào tâm tổn trí, là bảo vật nàng đặt mua giúp mình để bảo vệ tính mạng ngày đó. Mà đôi cánh chim này, một đường đi theo lồi động tới nay, đã giải quyết cho hắn không biết bao nhiêu vấn đề, cứu hắn bao nhiêu lần. Hôm nay kiện bảo bối này lúc này đã hoàn thành sứ mạng của nó mà tiêu tan đi. Tâm của lôi động chưa an định, cứu vệ hồn trùng vương rền rỉ phát ra tiếng rít gào khi cường cường đại áp bách bọn người lôi động ở bên ngoài vài chục dặm. Nếu không như thế, thần niệm băng lãnh của cựu u vệ hồn trùng vương cũng không quét qua một cái như hiện giờ. Dù đối động hiện giờ vẫn còn trong trạng thái quân hầm thiền hạ, trên đi luận thì dù thái sơn sụp xuống, hắn cũng không đổi sắc. Nhưng lúc này, cũng theo đó mà xuất hiện biến hóa. Bởi vì một đám âm sát thiên lôi vừa rồi, tùy mục tiêu chủ yếu là trùng đế, nhưng cựu u phệ hồn trùng vương cũng nằm trong phạm vi nổ tung, nó có thể tránh né sao? Nhưng mà khi tiếng kêu bì thường của nó phát ra, thì có lẽ trùng đế bị lực nổ tung vừa rồi đã chết rồi, nhưng không thể xác định là trùng đế có đem nguyên thần bỏ trốn hay không. Phải biết rằng, cường Già hóa thần kỳ sinh mệnh lực vô cùng cường hãn, cho dù hủy diệt thần thể của hắn chỉ cần nguyên thần chưa diệt, hoàn toàn có thể đoạt giá trọng sinh. Công năng cũng giống như nguyên anh, nhưng lại cường hãn hơn nguyên anh vô số lần. Bởi vì nguyên thần chính là thành thục thể của nguyên anh bản tiến giai. Lôi động cùng hai quỷ vương cũng không ôm tâm lý thoát khỏi cựu u vệ hồn trùng vương truy sát. Đó là chuyện không thực tế. Cho dù đã tu sĩ nguyên anh sờ dài, trong khoảng cách thần niệm của nó nằm trong phạm vi giỏ xét, Huống hồ đầu cựu u vệ hồn trùng vương có thực lực hóa thần kỳ lại giỏi về hồn phách, thần niệm, thần niệm. Chỉ sợ vừa rồi quét qua đã phát hiện năm người đồi động. Tin tưởng nó sẽ báo thủ cho mình hay báo thủ cho chủ nhân của nó cũng không khó buông thà cho bọn đồi động. Quả nhiên trong thần niệm rõ xét của A Sửu xấu xí biến sắc nói Chủ nhân, cựu phải hồn trùng đang nhanh chóng đi qua. Quỷ thứ ta đi ngăn chặn nó. Người nhanh chóng mang chủ nhân đi, nhất định phải bảo trụ tính mạng của người. A Sửu vừa dứt lời cũng không có quay đầu lại hướng cựu u vệ hồn trùng vương bay đi cùng lúc đó hắn tuấn kiến thức quỷ vương cao dài ra âm thanh hùng hậu nói hồn trùng xấu xí để cho bản quỷ vương đến chiếu cố cho người dùng thực lực cao hơn lồi động đột nhiên bay ra ngoài trong mười lần hô hấp đã bay hơn mười dặm nhưng đối với yêu trùng hóa thần kỳ mà nói hơn mười dặm không phải là một khoảng cách quá xa chủ nhân chúng ta đi thôi linh trí của quỷ thứ đã không thấp lẫn tức hóa thành một đoàn quỷ khí đem lôi động cùng tà phượng bao bên trong, thi triển thân pháp hư vô quỷ mị mà bay đi, chạy về phía trước như điên, không có nửa điểm do dự nào. Sau mặt của lôi động tái nhợt, cảm giác đau đớn đánh úp lại. Hắn hiểu được, hiểu rất rõ ràng. A à, sầu đi chuyến này, chính là dùng tính mạng của mình tranh thủ thời gian cho chủ nhân chạy thoát, tuyệt đối không có khả năng sống sót mà quay về. Nhưng mà lôi động không có gọi hắn lại, cũng không dùng lệnh của chủ nhân ngăn cản. Vào thời khắc mấu chốt này, bất luận tranh luận gì, bất luận lãng phí nửa lần hô hấp thôi cũng đã kinh nhận với sự hy sinh tính mạng của A Sửu. Huống hồ, hổ, lôi động cũng hiểu rõ ràng, nếu như không có chuyện này, vậy tất cả mọi người chỉ có kết cục là cái chết. Ai đó quỷ bộc không có tình cảm, ai đó quỷ bộc linh trí cao sẽ cắn trả. Thời điểm lôi động đau lòng, quỷ thứ cũng cảm giác được đau khổ mạnh mẽ. Nó lúc trước cũng giống như A Sửu, thời điểm còn là một trong vô số du hỗn dã quỷ bởi vì là vận khí tốt, được đôi động cho ăn hồn châu, dần dần trở thành cực phẩm linh quỷ, một đường đan lộn tới hôm nay. Từ khi con linh trí tới nay, A Sầu từ trước đến nay đều ổn trọng hơn so với quỷ thứ. Nguy hiểm gì cũng đã nó đi làm. Đối với quỷ thứ mà nói, giống như huynh trưởng vậy, cho nên cảm tình của cả hai vô cùng độc đậm. Quỷ thứ thật hối hận. Hối hận tại sao mình không đi sớm một bước để ngăn cản cửu U về hồn trùng vương. Bởi vì bất luận là ai chủ động đi ra cũng sẽ quyết định như thế. Ai cũng không có thời gian tranh luận. Quỷ tứ lúc này muốn gạo thét điên cuồng, nhưng nó cũng không dám gạo thét. Nó rất sợ đưa tới cửu u vệ hồn trùng, sẽ uổng phí tâm ý của ả à Sục. Quỷ tứ bọc lấy đám người lồi động, một đường chạy điên cuồng, dùng tốc độ cực kỳ nhanh chóng của nó. Mặc dù mang theo hai người, cũng nhanh chóng chạy ra thật xa. Chiều vài cái, đã chui vào một cái tuyệt địa, chẳng chịt như mạng nhện. Nhưng thời gian nửa nén hương, lôi động đang ở trong trạng thái nửa thanh tịnh nửa mơ hồ đột nhiên nguyên anh đau đớn chấn động kịch liệt giống như đang sống sờ sờ bị người ta đâm cho một đau Thấu khổ kịch liệt làm cho hắn giật mình tỉnh lại sang mặt đặc biệt tái nhợt miệng phun máu tươi thì ra là do nguyên anh uể oải không phấn chấn lập tức bị thương càng trong suốt giống như ngọn đèn dầu sắp cạn chớp tắt trong gió thần hồn liên hệ với a sửu như có như không cứ như vậy mà đứt đoạn cứu về hồn trùng vương lôi mô ta thể không giết ngươi quyết không làm người còn có thì chủng tộc các người nữa ta tuyệt đối sẽ không tha cho chủng tộc này đôi mắt của lôi động tràn đầy hận ý nghiến răng nghiến lợi thấp giọng cào thét một câu hắn vô cùng rõ ràng trong nháy mắt vừa rồi a sửu đi theo hắn thật lâu không biết vì hắn ngăn cản bao nhiêu kiếp nạn đã chết rồi dùng thực lực quỷ vương cao cấp của nó có thể kéo cửu u về hồn trùng vương lâu như thế hiển nhiên nó không có ý định còn sống mà quay về nữa quỷ thứ giống như ý thức được huynh trưởng của mình đã mất vốn mặt xanh nanh vàng khuôn mặt hung hăng trở nên đặc biệt dữ tợn cùng đáng sợ giống như lồi động phát ra tiếng gào rú trầm thấp vô cùng tán đồng lời của chủ nhân nói dốc sức liều mạng lại thúc giục lực lượng chạy trốn về phía trước vào thời điểm a sửu chủ động chạy đi thân trí của quỷ thứ biến hóa kỳ dị quỷ thứ vốn chỉ có chút kích động trong chốc lát thần trí đã thành thục quỷ thứ cũng đã hiểu rõ hiện tại quay đầu đã dốc sức liều mạng, cũng chỉ không công tặng mạng. Chuyện có thể làm chỉ có là chạy trốn, chạy ra thật xa, sau đó tích xúc thực lực, quay đầu lại diệt sát con quỷ u về hồn trùng vương kia, sau đó là trùng đế và thi trùng tộc. Luận động cùng quỷ thứ chưa từng có cảm giác bởi vì trùng đế mà giận chó đánh mèo, phát tác lửa giận lên thi trùng tộc. Bởi vì thế giới này, từ trước đến nay, nắm đấm lớn chính là đạo lý. Thực lực không đủ, bị người ta đánh, bị người ta giết, bị người ta vũ nhục, lòng đầy cam phẫn tính như thế nào, bị phẫn gần chết tính như thế nào, phẫn nộ có thể giết người sao? Thực lực cũng không phải dựa vào phẫn nộ, có thể tăng tiến thực lực. Nhiều khi có hại chịu thiệt, ăn ủy khuất bị người ta đánh gãy răng cũng phải nút vào trong miệng. Sau đó yên lặng tích xúc thực lực, về giao đòi tất cả thiệt thòi mình ăn lại, hành động theo cảm tình. Từ trước đến nay, chỉ làm người ta chết nhanh hơn mà thôi. Lội động nó cầu hoàn thoại xong, bởi vì A Sửu tử vong mà làm cho thần hồn cùng nguyện anh của lôi động bị tổn thương không nhỏ. Suốt cuộc lôi động không ngăn cản thương thế được nữa, giống như tả phượng đã hôn mê, chỉ để lại quỷ thứ, yên lặng giống như không biết mệt mỏi, mang theo hai người chạy trốn. Hiển nhiên, A Sửu hy sinh cũng có tác dụng tích cực, quỷ thứ đã sớm mang theo chủ nhân, chạy ra khỏi phạm vi truy tung của cảm ứng cửu u về hồn trùng vương. Nhưng hắn vẫn tiếp tục chạy trốn như trước, không dám có chút dừng lại. Cũng không biết qua bao lâu, ngược lại tà phượng dẫn đầu tình đại trước. Đôi mắt đẹp của thiếu nữ trợn tròn, nhưng lại phát hiện mình và lôi động được quỷ bọc của hắn mang đi. Vừa định vô ý thức đánh một trường ra ngoài, nhưng bỗng nhiên nhớ tới mấy thứ gì đó, nên giảm trường lực lại. Chỉ chân bay quỷ thứ, thân thể của nàng lăn độn giữa không trung, hai chân lờ lừng điểm lên hư không một cái, hơi có địch ý lườm lôi động vẫn đang hôn mê. Sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm vào quỷ thứ. Đây là chuyện gì? quỷ thứ vượt trải qua việc huỳnh đệ hy sinh cho nên vô cùng chán nản thần thái cũng không còn sợ hãi với tu sĩ đẳng cấp cao hơn hở hững nói chủ nhân ta vì cứu ngươi thần hồn đã bị trọng thương hiện giờ đang còn hôn mê nói rõ chi tiết và quá trình cho ta nghe ta vẫn kinh ngạc thời điểm lườm lồi động ánh mắt vẫn mang địch ý nói chuyện với quỷ thứ vẫn lạnh như bằng bản thân quỷ thứ chẳng muốn trả lời nàng sau khi do dự một lúc vẫn cảm thấy vì chủ nhân nên định đọt cho thỏa đáng sau đó hít sâu một hơi đem chuyện đã xảy ra nói lại từ đầu tới cuối không có tận lực thêm mắm thêm muối tạ phượng nhắm mắt lại rất chân thành nghe những lời kia của quỷ thứ chuyện diễn ra giống như tái hiện lại trong óc của nàng lông mày khi thì nhíu chặt khi thì buông lỏng về sau lại thở dài một tiếng ta không nghĩ tới vị lô đạo hữu này lại là người thủ tín như thế tin tưởng nếu như là ta ta sẽ mặc kệ không hỏi tới cũng công công tổn thất một con cực phẩm linh quỷ càng không có khả năng để bản thân mình mệt mỏi, hồn mê đến như thế này. Tà Phượng cũng là người có tình có lý. Chuyện nói một, làm một hay là một, hai là hai, không có bất kỳ hàm hồ nào. Đổi lại ai chết một cực phẩm đình quỷ xuất thân quỷ bọc huyết tế cũng là chuyện tổn thất vô cùng thảm trọng. Nhưng lôi động, hắn vì tuân thủ ước định trước khi chiến đấu, trả giá thảm trọng như vậy. Thiếu chút nữa, ngay cả tính mạng của mình cũng đã mất đi rồi. Trong lúc nhất thời, ta Phượng gia tăng hào cảm với lôi động đang hồn mê không ít tâm của quỷ thứ nói khá tốt chủ nhân cứu được không phải là kẻ lang tâm cậu phế xem ra nàng cũng đã có chút lương tâm thể chất của tà phượng đặc thù trong cơ thể có huyết mạch thái cổ thần thú vô cùng đồng đậm thiên tử xuất chúng nếu không nàng cũng không còn trẻ như thế đã tù luyện tới hóa thần kỳ vừa tới hôn mê mặc dù thương thế chưa khôi phục bao nhiêu nhưng thể lực cùng trần nguyên cũng tích xúc được một hai phần mười nhưng quanh bốn phía một lượt quỷ thứ đã sớm mang hai người bọn họ đi tới một địa phương vô cùng xa xôi. Có lẽ nơi này là một cái động thạch nhũ dưới lòng chảo sông. Bốn phía đèn kịt trống trải, giống như ở trong hư không. Quan điểm duy nhất là một nơi vô cùng xa xôi, giống như ánh đến le lói trong màn đêm. Xem ra, con cửu u về hồn trùng vương không truy tới đây rồi. Ta phận như mày nói trong một câu, mà chúng ta lại không biết bản thân đang ở nơi nào. Tạm thời không nên lộn xộn, ở đây tận được khôi phục trần nguyên. Người gọi là quỷ thứ à? vất vả cho người cảnh giới một phen, chờ ta khôi phục chút ít khí lực sẽ đích thần chữa thương cho đôi động. Đà tạ phượng đế, thế tạ phượng cũng mang tầm cảm kích, không có hèn hạ vô sỉ đến mức thừa cơ thù mà tính sổ. Định ý của quỷ thứ cũng từ từ biến mất, khôi phục một ít tôn trọng xứng đáng với cường giả. Quỷ tắc của thế giới này chính là như thế, trừ phi có thân phận đặc thù, nếu không tùy ý hai sinh linh tụ lại cùng một chỗ, luôn dùng thực lực phần rõ ràng ai vì tôn, giành chủ động. Tà Phượng không có lên tiếng, nàng ném một mô hình tàu cao tốc ra, Vận kia cặp gió trướng lên. Sau ba lần hô hấp thì hóa thành một chiếc tàu cao tốc loại nhỏ, dài hơn 10 trượng. Tàu cao tốc tuy nhỏ, nhưng cách làm so với chiếc khẩu cung hào của đôi động giống như tức kỳ diệu. Thời điểm kiến tạo vẫn dùng một ít không gian pháp tắc, đem một ít tình xào quỳnh lồng ngọc vũ dùng nhập vào trong, cũng không có kết bỏ mà tự mình nâng đôi động lên, sau đó an trí hắn trong một gian phòng chợt nàng lại nhớ tới cái gì đó, lấy ra một bình ngọc tình mỹ, vứt cho quỷ thứ rồi nói, trước tiền vất vả cho ngươi, những tiểu chút ít này ta vô tình gặp được, đối với ta không có tác dụng gì, vừa vặn tiện nghi cho người đấy. Quỷ thứ tiếp nhận vẫn điểm nhiên như không, sau khi mở ra người nhà, mặt xanh nhanh vàng của hắn lộ ra biểu tình kinh ngạc nói, đây, đây là luyện hồn dược thủy sao? Luyện hồn dược thủy, tuy không bằng hỗn độn linh dược, hiếm thấy trên đời, nhưng giá trị liên thành cũng là một loại linh dược khó có được. Hơn nữa là linh dược có hiệu quả với quỷ tộc, có thể giúp quỷ tộc đột phá bình cảnh, nhất là đối với quỷ vương xuất thần cực phẩm linh quỷ, có lực hấp dẫn vô cùng lớn với thứ này. Bởi vì trở ngại tư chất, quỷ vương xuất thần cực phẩm linh quỷ, cơ bản cả cuộc đời sẽ dừng lại ở cấp độ này. Muốn tấn cấp hóa thần, không nói tuyệt đối không có khả năng, nhưng vài chục vạn năm cũng có xuất hiện một con như thế. Nhưng luyện hồn này lại chính là linh dược có khả năng giúp quỷ vương đột phá đến quỷ đế. Bởi vậy có thể thấy được luyện hồn dược thủy này trọng yếu với quỷ tộc như thế nào. đương nhiên vật này đối với tu sĩ nguyên anh hoặc là nguyên thần cũng có công hiệu, nhưng không có tác dụng trợ giúp lớn bằng quỷ tộc mà thôi. Cũng bởi vậy khiến cho quỷ thứ vốn bình tĩnh đột nhiên thay đổi sắc mặt vô cùng kinh hãi, do dự một chút cũng không biết nên cầm hay không nên cầm, cầm thì sợ làm xấu hổ chủ nhân nhưng không cầm lại không cự tuyển được hấp dẫn. Dân nhìn nhìn thấu tầm từ của quỷ thứ, ta phượng hào phóng qua tay nói, đây chỉ là lễ cảm tạ ngươi vừa rồi, không liên quan tới nhân tình của chủ nhân ngươi. Lại nói, cực phẩm linh quỷ đột phá đến quỷ đế luyện hồn dược này thì có tác dụng phụ trợ rất lớn. Nhưng căn cứ ghi lại, số luyện hồn dược thủy trong truyền thuyết vô cùng khổng lồ, số lượng lớn đến mức ít nhất phải cỡ một bồn tắm, còn không nhất định thành công ta cũng không thể thu thập số lượng lớn như thế, cũng chỉ có mấy lượng thôi, nhiều lắm chỉ giúp người cô đọng hồn thể, toán để cao từ chất của người mà thôi, không tính là quá trần quý. Mặc dù chỉ có mấy lượng nhưng vô cùng trần quý, quỷ thứ cũng hiểu được đạo lý đó, tuy nó luyện hồn dược thủy sau khi phát hiện, đại đa số sẽ chảy vào tay quỷ tộc, nhưng mà sau khi quỷ tộc cầm luyện hồn dược thủy trong tay chịu lấy ra bán sao? bởi vậy luyện hồn dược thủy còn là linh dược khó thu thập mặc dù chỉ có một chút như vậy, đối với quỷ thứ mà nói cũng vô cùng trần quý. Hào cảm với tà phượng tăng vọt, cùng kính nói. Đã tạ tiền bối ban ân, đợi sau khi chủ nhân tỉnh lại, vạn bối nhất định báo cáo chủ nhân. Bỏ đi, không cần cho hắn biết là được. Tà phượng dứt lời, liền quay về tàu cao tốc, nàng trở về phòng của mình, bắt đầu ngồi xuống chữa thương. Thời gian ở cái địa phương không có gì ngoài bóng tối này, triệt để đồng cứng lại. Một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm trôi qua nhanh chóng đúng là tu chân không ngày tháng thoáng cái đã qua mười năm đây cũng không phải là địa phương hư không bình thường tàu cao tốc loại nhỏ của tà phượng dừng lại tại nơi mà suốt mười năm đứng yên một chỗ mà trong thời gian mười năm này đủ loại thường thế của tà phượng đã khôi phục được bảy tám phần của thời kỳ toàn thịnh sau khi tà phượng bị ngăn cản Giống như đã thông suốt đạo lý nào đó cho nên tính cách kiêu ngạo nôn nóng đã dần dần trầm ổn lại. Mặc dù tu vi không tăng lên, nhưng tầm tình đã tăng lên trên diện rộng. Mặt tu vi đã nhiều năm không tăng lên, bình cảnh đã có chút buồn đọng. Trong 10 năm, ta phượng chữa thương, lợi động vẫn luôn hôn mê, đủ loại thương thế trước kia. Hơn nữa, A Sửu chết nên nguyên anh của hắn bị khán trả, làm cho hắn hồn mê trừ thế suốt 10 năm. Đương nhiên ta phượng trong 10 năm này cũng không phải chữa thương không, cái gì cũng không làm. Bản thân của nàng thân là tộc trưởng là trong minh vực tứ đế, thuộc chữa thường cực phẩm trên người nhiều vô số kẻ, từng cái cho đồ động phục dụng. Thứ hai, mỗi tháng, nàng đều hao phí chân nguyên trợ giúp đồ động đang hồn bề khởi thông kinh mạch, ẩn cần săn sóc nguyên anh của hắn, miễn cho nguyên anh héo rũ, tạo thành thương tổn không cách nào nghịch chuyển. Trừ việc đó ra, nàng cũng đem một ít hỗn độn linh khí mình thu thập được, bản thân mình không có dùng, mà mỗi bộ tháng quán thông một ít cho đồ động, dùng hỗn độn linh khí từ nhuận thân thể của hắn, bổ sung năng lượng cho hắn. Tuy lô động bị tổn thương Nguyên Anh cho nên hôn mê suốt 10 năm, nhưng thân thể của hắn từng bước khôi phục lại. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, thân thể của đôi động đã khôi phục lại bình thường, nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại. Giống như Nguyên Anh bị tổn thương, chính là nguyên nhân quấy nhiễu khiến đôi động không thức tỉnh. Nhưng tả phượng cũng không có chút tâm tính không kiên nhẫn, vẫn chưa cố cho đôi động như trước đây. Bản thân của nàng cảm thấy hắn bây giờ là một ân nhân. Nhất là hai năm gần đây, thương thế của nàng khôi phục rất tốt. Nàng bắt đầu đi tìm kiếm trong hư không nơi đây. Ý đồ tìm kiếm một ít tiên tài địa bảo hy hữu, dùng trợ giúp lôi động chữa thương. Ta vẫn như thế, thậm chí đã buông bỏ hoàn toàn tâm tính đối địch với đội động. Cho dù quỷ thứ lúc ban đầu vẫn có chút địch ý với nàng ta, ngược lại cũng từ từ sinh ra tâm tình kính nể. Đường đường là một cường giả hóa thần kỳ, là tồn tại đỉnh phong của thế giới, là một trong minh vực tứ đế, nhưng bởi vì tuân thủ ước hẹn với đôi động, cứu nàng một mạng, còn trả giá vì đồi động như thế, đúng là gợi có tình có nghĩa. Quỷ thứ mượn nhờ ánh hảo quang của lôi động, cho nên những năm này được ta phượng cho không ít thứ tốt. Cái gì đã luyện hồn dược thủy cũng có được một ít. Những tiền tài địa bảo Lôi động không dùng được hoặc đảm bảo bối chém giết một ít yêu thú thú hồn huyết nhục. Tất cả đều tiện nghi cho quỷ thứ. Trải qua đủ loại chỗ tốt như thế, quỷ thứ trong 10 năm này tấn cấp thêm một lần trở thành một quỷ vương đỉnh phong trần chính. Đương nhiên, nếu như không có cơ duyên đặc thù, một quỷ vương xuất thân cực phẩm đỉnh quỷ có thể phát triển đến quỷ vương đỉnh phong là cao nhất. Muốn đột phá đến quỷ đế, đó là một chuyện muôn vàn khó khăn. Dùng lịch sử của quỷ tộc, lấy quỷ tộc xuất thân cực phẩm đỉnh quỷ có thể thành tựu quỷ đế, bình quân cần chục vạn năm mới có một con như thế. Mà trong chục vạn năm này, quỷ vương đỉnh phong nhiều vô số kể, tỷ lệ tâm đến cực đoan mấy chục vạn dặm chung quanh nơi đây, ta phượng đã tìm hết một lượt, trừ chém giết vô số yêu thú yêu trùng sinh hoạt trong hư không này ra, cũng đã thu hoạch rất nhiều đình dược quán tài. Nhưng đều là vật không quá mức đặc thù đối với việc đánh thức lôi động không có gì trợ giúp. Về sau ánh mắt của tà phượng nhắm ngay vào vùng có ánh sáng thần bí kia, đó là địa phương duy nhất nàng không có tìm kiếm, bởi vì nàng là cương giả hóa thần kỳ, cảm giác đối với nguy hiểm cực kỳ nhạy cảm. Mỗi lần muốn đi tới chỗ đó, đều cảm giác được một cảm giác tìm đập nhanh, giống như có nguy hiểm cực lớn đang đợi nàng ở nơi kia. Người chưa tu luyện tới hóa thần kỳ đều cho rằng hóa thần kỳ là cường giả vô địch ở cựu châu lục vực. Nhưng mà chỉ có chính thức đạt tới cấp độ này mới hiểu được thế giới này đáng sợ như thế nào. Tam giới cựu châu lục vực, tam giới bởi vì thông đạo bị phong bế, tạm thời không đề cập tới. Chỉ nói tới cựu châu lục vực đã tồn tại không biết bao nhiêu thời gian. Chiến tranh trong đó nhiều vô số kể lịch sử cuồn cuộn như thủy triều đổi danh vô số đại năng không biết tên và ẩn cư. Còn có trận pháp của triệu cấp cường giả bố trí xuống, có lẽ là di tích của thế lực cực lớn lưu lại đây, hoặc là chiến trường huyết tinh của thái cổ đại năng lưu lại, còn có rất nhiều bẫy rập do thiên nhiên hình thành. Mặc dù tu luyện tê hóa thần kỳ cũng không phải là thế giới to lớn, mỗi nơi hẻo lánh cũng có thể đi được. Tuy như ta phượng, nàng dám chạy tới quang minh thánh vực thử không? không bị vây công đánh chết mới là chuyện quái cỡ nhất đây. Hoặc là đại năng hóa thần của dực thần tộc, một mình chạy đến tù đà vực chơi, đó chính là chuyện tự tìm đường chết. Rất nhiều di tích cũng tốt, bẫy rập thiên nhiên cũng được, vô tình, vô ý mà xông vào. Vận khí tốt đương nhiên sẽ đạt được thiền cơ đại duyên. Thế nhưng nếu vận khí không tốt, cương gia hóa thần muốn trở ra cũng không đi ra được. Huyện động thạch nhũ dưới đáy cốc mình hà này, đây là một vùng hư không ta phượng cảm nhận nơi này khí thức âm u vô cùng nồng đậm nhưng khí thức tịch mịch nồng đậm hơn nhiều ta phượng chém giết yêu thú hệ âm u phần lớn là cấp nguyên anh trong đó có không ít nguyên anh đỉnh phong thậm chí bên ngoài mấy chục vạn dặm ta phượng còn gặp được một đầu âm u huyền giả cấp hóa thần chỉ có điều song phương đều cảm thấy đối phương không dễ trêu lúc này mới tránh một trận đại chiến vô nghĩa những năm gần đây còn đuôi tới với nhau giao thử bằng hữu bởi vậy có thể thấy được trong khu vực này quả thực đã có một vùng đất hoang chưa khai phá, giống như thế giới này trong bình vực, thoát ly không biết bao nhiêu vạn năm. Bên ngoài mấy chục vạn dặm, ta phượng đại gặp một đầu yêu thú hóa thần kỳ, tin tưởng trong hư không u ám thế này, ở một nơi hẻo đánh nào đó, nhất định tồn tại một con yêu thú mạnh mẽ khủng bố. Bởi vậy bình thường, nàng đi ra ngoài tìm thiên tài địa bảo, đều cần nhờ trận pháp cùng quỷ thứ bảo hộ lôi động. Mà ta phượng cũng là đại nhân vật, trong bởi năm này cũng đánh trả giành khí. Đàm yêu thú cấp thấp kia đã tự động đem khu vực mười vạn dặm quanh đây trở thành sao huyệt của tả phượng. Đi ngang qua cũng phải đi đường vòng, miễn cho vô tình vô ý mà xúc phạm tả phượng và đầu yêu thú kỳ dị kia. Từ đó gặp bất trắc, bình thường không bao giờ đi tới nơi này tìm rủi ro. Yêu thú đó chính là quỷ thứ, cũng đang tràn đổi chút hư danh. Lũ yêu thú đều cho rằng hắn là thủ hạ của tả phượng. Một ngày kia, Ta vẫn thấy lao động thật lâu không tỉnh lại nhớ mày muốn đi dò xét khu vực ánh sáng kia một phen trực giác của nàng nói cho nàng biết tuy chỗ đó rất nguy hiểm nhưng cũng cất giấu tiền tại cơ duyên bản thân của nàng đã đưa ra quyết định